Levanta ve tento el grande como Angola grande así. No. Rất là to đấy các bạn, nhưng mà trong cái này nó đang bị sâu tí rồi. Xem là cái này nó bị sâu, nó có ăn một tận trong sâu không các bạn? Ừ. Oh, ăn ngay bên ngoài thôi, ngon lắm. Bắp này ngon, bắp cải này tuyệt vời. Món bắp cải xào là cũng đắt hàng lắm đấy các bạn. Tony Phong xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở về kênh của Tony Phong Cuộc Sống Châu Phi. Sáng nay thì bạn Nêu cũng đã lập toàn bộ những tấm tôn này gần xong đấy các bạn. Còn một thiếu một tấm nữa thôi. Bạn ấy giải một buổi sáng. Thì qua đây thì sáng nay thì mình cũng đã mua mấy cái khóa vào nữa, ba cái. Đây một cái nhà kho, một cái gian phòng nhà bạn ấy, toàn bộ là khóa trong hết. Trong nhà thì các bạn cũng đã lát hết toàn bộ lền rồi các bạn. Ngày mai thì có thể ngày mai là bạn ấy sẽ chuyển sang đây ở đấy các bạn. Còn chuyển sang đây ở không biết là bạn Nêu là có làm cái lễ sang nhà mới không. Toàn bộ những cái tấm tôn ở trên này là Hai Quy đã mua các bạn nhé, mua để phục vụ cho trang trại và cả trên nhà Antonio nữa. Thì vẫn còn thiếu một tấm, đây là toàn bộ cái gian này là thiếu một tấm. Còn chiều nay mà bạn ấy có thời gian sẽ lập ở trên kia hoặc là lập chuồng gà. Chuồng gà thì là mình sẽ lấy những cái tấm tôn cũ. Còn nhà ở trên đỉnh đồi kia thì là chiều nay bạn cũng sẽ lập trên này. Lập xong trên đấy đi để tránh mùa mưa. Hôm qua thì đã có một chút mưa rồi các bạn. Hôm qua là có chút mưa rồi. Bánh lê vì ta bông á. Xin cascai po cu cascade de porta. Ấy nào. Xin. Cái cánh cửa này là nó bị cong vành một chút thôi các bạn. Bạn ấy đang sửa lại cho nó ok. Ở đây thì không dụng cụ toàn dùng tay các bạn. Còn bên kia là gian nhà chuồng gà. Chuồng gà thì cũng đã xong đấy các bạn, hôm qua xong hết rồi. Ngày chiều nay hoặc là ngày mai các bạn sẽ lập tấm tôn cũ lên. Tấm tôn cũ thì là trước ngày xưa mình lấy ở dưới sông suối lên đấy các bạn. Ở đây thì các bạn ấy đằng trước là không biết xây bao nhiêu hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 3, 4, 14 hàng các bạn. Đằng sau là 12 hàng, không tính móng. Đây các bạn cũng để cho mấy cái khe hở, mấy cái lỗ để cho nó thoáng. Đằng sau các bạn xây cũng rất là phẳng. Xây xong thì cái đống vữa cũng đã gần hết rồi các bạn. Sandra ơi! Oi di frita de spagnola. Toàn bộ đằng sau đây các bạn. Còn gian nhà thì hôm nay thì là sáng nay mình đi mình mua cái này là không biết nó gọi là cái gì đấy các bạn. Cái lót của xe ô tô đấy các bạn, xe Camel, xe to, xe tải to đấy. Mình mua cái này đi ra hiệu người ta sửa chữa xăm lốp ấy thì các bạn ấy bắt mình mua các bạn, mua mất 2.000. Này về các bạn cắt ra không có bạn độn vào cái đinh. Độn đinh khi đóng là nó khít. Đây là đằng sau đây các bạn. Đằng sau nhà. Còn trên mái thì mình sẽ dâng cao lên. Trên mái thì bạn ấy giải tấm tôn rất là phẳng rồi, như này là ok đấy các bạn. Aki fazendo di visio à. Còn ở bên này là bây giờ bạn Leo sẽ làm nốt nốt cái xe nhá. Để quạt đa sa vì bố xuống. Sì. Phép xa nô áp cứu banh không. Còn bạn Nêu bây giờ là sửa lốt cái cửa này. Để mai vợ chồng các bạn ấy sẽ chuyển sang này ở. Hôm nay có cả bạn Jose đó. Bạn Jose chở tấm tôn xuống. Bạn Asusao đang đi lốt một tấm nữa để lập lên trên này. Còn bây giờ là mình sẽ cùng bạn sang ra kia để hái bắp cải.
Frita tiramai poco de cebola. L'ancosa de cebola. Ok, vai lá, vou tal comer. Còn bạn Sandra giờ ra đây để đi hái cái bắp cải về để xào ăn. Hôm nay bắp cải là mình trồng thử nghiệm là cũng đã to rồi đấy các bạn. Hôm nay là trang trại cũng là lần đầu tiên được ăn bắp cải của Việt Nam đây các bạn. Em qua thì thời tiết có mấy hạt mưa. Về gran thì tí ra. Xin, vô đây. Đi qua bao mẹ. Ê. Cái gốc lực cứng lắm đấy các bạn. Levanta về tên tuổi đi gran thì cô mù. Angola gran thì xin. No. Rất là to đấy các bạn, nhưng mà trong cái này nó đang bị sâu tí rồi. Esileva vai lá ensina de cortar frita. Sim. É só uma questão de. Này là các bạn ấy cũng được ăn thử xem là bắp cải của mình nó mềm hay là nó cứng như các bạn nhá. Các bạn ấy ăn chỗ này trang trại phục vụ các bạn ấy ăn thôi. Trồng lên thì ăn, sau này để lại một hai cây làm giống là nó sẽ có hoa đấy các bạn. Hoa có quả. Ok. Yeah, hôm nay nấu ăn thì là có các bạn pesita nữa, da frita. Ainda. Peixe ainda. Ôi rồi, con tê tem cu. Nên Manuel, hôm nay có quả đầu mới, trông như maluco à. Cabeça maluco à. Não, Luke. Vô Luke. Sim, Luke. Luke. Sim, tira cabelo bom. Bom, eu vendo tô bom no bonito. Ah, tirar vai depois. Vai feio. Não. Dessa careca. Ah, sim, depois tirar a careca. Vira, chong. Như tá mal, é. Não tá bom no bonito. Depois vou cortar a careca. Sim, vou cortar a careca. Ok, sim, ngày mai sim. Bạn ấy sửa lại cái đầu của bạn, nhìn cái đầu bạn ấy trông nhìn nó chán đời quá. Tira tudo só com esse, ah? Sim, sim. Depois de dois. Dois, sim. Rabbit đùa, mao của khe rabbit đùa. Như bình thường ấy, nếu mà người dân nghèo là những toàn bộ những cái tàu lá cứng này là các bạn ấy thái ra là nấu ăn hết đấy các bạn. Ok, tên tùa, tên quay ra đây quốc đá. Xin xin tên. Tên grande. Grande, goi! Cuia! Cuiu! Xem là cái này nó bị sâu, nó có ăn vào tận trong sâu không các bạn? Ăn ngay bên ngoài thôi, ngon lắm. Bắp này ngon, bắp cải này tuyệt vời. Khít như bạn nhé, toàn bộ những cái rãnh này nếu bình thường bắp cải của người Angola nó trồng ấy, là cái này nó sẽ há miệng rất là to này. Mà cái lá rất là dày, nhưng mà Esifo nhà banh nê vì nó gỗ sùa. Angola Esifo nhà banh gỗ sùa, aqui no Fesabong. Não fecha bem, sim. Ok, cortar assim, pequenini, frita e no ferver grande, sim, frita assim. Tá bem, tá bem. Vai, tenta lá. Ok, sim, mas anda rápido. Divi mais dois, é pequeno, sim. Bem grande. Esse não, esse pau, esse pode comer esse carne. Aqui tira, aceita. Sim. Vai cắt kiểu này, nhìn. Mất thẩm mỹ quá. Mất tá bom? Sim. Esse comer não deita. Ah, esse gosto. Esse comer é muito gosto, esse. Ah, tá mole. Experimentar comer assim. Tony fala, nós deitar aqui porque daqui a Angola esse fica muito rijo. Não, rijo. Mesmo botar assim. Pequenininho bom. Sandra, adoro pegar mal assim. Dá, dá, dá. Atenção. Sim. Sim, bạn. Nào, nó mạnh mạnh tay xem nào. Vai assim à? Sim. Da hơi cùn. Nó mà phía bay. Mình đi mà ăn rau. Ta bông là xinh. Sim.
Lần đầu tiên là các bạn trong trang trại có bắp cải ăn đây các bạn. Cải cắt một cái mà ăn ngay, nấu ăn ngay thì ngon mà thơm ngọt. Nếu mà cái này mà lên phố bán chắc là phải được 500 đấy các bạn. Nên toàn bộ trước kia là sẽ để ăn hết. Các bạn ăn dần. Em xin nào. Em xin nhé. Về. No barun you ah. Nè. Nè. Vụ đầu tiên thử nghiệm là trong trang trại này các bạn sẽ được ăn, sau này sang năm là sẽ trồng số lượng nhiều hơn. Cô Tâm à, để phôi lava. Sì sì. Phôi nhà em thì phải dây u một tiếp của. Sì. Còn ở đây dưa muối, dưa muối các bạn ấy chưa ăn bao giờ. Si phô nhái lava ame ukota mete agua depois azedo. Ei, tempo daquela vez. Não, respondo, chunei muito bom mesmo, hein? Tempo daquela vez. Daquela vez será muito bom, Tony. Ok. Còn ở bên này là cá rán, cá tươi, cá lại cá biển đấy các bạn. Đây thì là nước ngọt thì rất là ít. Úi, cây má. Hôm vừa rồi bạn Santa đi bán rau đi các bạn. Bán rau hôm vừa rồi là bán một hôm là được 5.000, hôm thứ hai là được 1.000. Thì là các bạn ấy mua muối và dầu ăn. Thì hôm nay sáng nay thường thường là buổi sáng ra thì mình sẽ mua thức ăn là cầm vào cho các bạn ấy các ăn tươi. Còn cá khô thì các bạn ấy cũng ăn vào buổi chiều tối, buổi sáng. Bữa trưa thì thường là sẽ đồ ăn đồ tươi. Còn bên này là gà các bạn, gà của mình là đã lở được 3 con. Được 10 quả trứng nhưng mà chỉ lở được 3 con thôi. À, xung quanh đây là các bạn ấy hôm chuẩn bị lở đấy, là nghe thấy tiếng chíp chíp ấy, là một con nó lở rồi, là các bạn ấy dưới xung quanh là dầu nên là không có kiến nó vào. Còn một ổ lửa thì ở trong nhà, một ổ lửa thì đang ở trong nhà các bạn, chắc là phải một tuần nữa mới lở. Ở trong đấy thì cũng hơn chục quả trứng cơ các bạn, hơn chục quả thì không biết là lở bao nhiêu. Xong cái nhà dưới kia vợ chồng bạn nêu chuyển thế ở thì gà cũng sẽ chuyển xuống dưới đấy. Ở trên này là các bạn ở trên này là các bạn ấy ở một phần ở trên ngôi nhà, hai ngôi nhà thôi thì sẽ chia ra mỗi ngôi nhà là 3 người. Nhà này cũng có thể là sẽ để cho vợ chồng bạn Asu sao là bạn sẽ ở đây, thêm một đôi vợ chồng nữa xuống dưới này là làm việc dưới trang trại đấy các bạn. Cá ngon không? Cây xì bông bu ni tù à. Cứ đã đủ cây ma à. Còn bà tê phun nè. Sì. Hôm nay là các bạn thử nghiệm bắp cải đấy các bạn. Thì một cái bắp cải đầy được một cái chậu này thôi. Nếu mà hôm nay mà xào lên mà ít thì ngày mai lại bổ sung cho các bạn ấy một bữa ăn rau cải, một bữa ăn su hào. Bây giờ trong vườn thì là có su hào bắp cải là chính nha các bạn.
Phun thì thường là các bạn ấy lấu nước lên nó sôi lên, xong rồi các bạn ấy đổ một ít vào bột, đổ bột vào xong mới đánh bột, là nước nó nóng như này thì nó sẽ chín luôn đấy các bạn. Còn Sandra thì đang rán cá gần xong rồi, tí nữa các bạn ấy sẽ sốt cà chua, cá sốt cà chua. Mà các bạn ấy cảm thấy mà nó chưa khô đấy, đánh mà chưa khô thì các bạn cho thêm một ít vào cho nó khô, nó dẻo, nó quánh thì ăn phun mới ngon. Ta đưa đa leo phát cái gì in ya phía bông á. Xin. Cà chua thì các bạn ấy tí nữa cho vào để nấu cá đấy các bạn. Sốt cà chua, cá sốt cà chua rất là ngon. Ở gì con mẹ? Con bảo Sandra đã ngủ rồi. Bắp cải đâu rồi? Cebo nhu. Sí. Entra la seca que la quema de cebola. Món nào có hành thì mùi cũng rất là thơm các bạn. Hôm nay là cái bắp cải này là mình không cầm tỏi, cũng mình xào với hành. Nay là sáng đi sớm quá nên là quên không có tỏi, không mua được tỏi. Mariel và bạn Leo là hai bạn ở trong trang trại nấu ăn rất là ngon. Về cần nuôi nó, sao đã cuida đúa, tru peso sinh pe sinh pe gì đó, để ra cái uno tao bông. Tao bông. Cá các bạn đã sốt xong rồi, bây giờ là còn có rau xào đấy các bạn. Thế là một cái là như này là ít lắm các bạn. Ngày mai các bạn cứ chặt hai cái thì xào mới đủ ăn được. Nó ngót, tại vì là bắp cải nó rất là ngót. Mùi rất là thơm các bạn ạ. Mềm, bắp cải này lá mỏng mềm ngon hơn là bắp cải của người Angola đấy các bạn. Ngon, gostoso. Bắp này to đấy. Xê ca, ta bông. Cả đua để tôi pét xô của mẹ bông. Xê. Tu đủ lên nhà quảng đáu tu si tu đi đi eo chà chà mau tu ra phép sô vi à si cuida đủ à si để xa si tu aki anh ba su aki à, toàn bộ thức ăn của các bạn cũng đã nấu xong rồi. Đây là su hào các bạn đi thái ra để tối ăn đi các bạn.
Tá bom. Oi, de responde o de algo na Vietnã e Uruguai, não é? É assim, né, né, vi. Esse é mais bom. Tá aqui, pode aqui, tá. Phun số lê bông à? Sí. Ok, món phun này các bạn ấy nấu ăn thơm hơn mọi hôm đấy các bạn. Cũng có khả năng là bột sắn mình mua lại bột sắn mới. Mua nhà bông. Dạ, papé tít à? À, tu peço sentar comer. Tu lá peço sentar comer, comer são comer. Quem é? Quem não comer? Falar com tu lhe fão, não? Papé tít é? Bom. Ah, tu sao rồi? Tên con mẹ của bà. Bông. Mà lui eo đi cuisine nhà bông ấy. Mà cái món bắp cải là bạn mà lui eo là bạn nấu. Thế thì cùng. Thế thì bông nó bông. Prova. Cozinha bom, bom, ok. Gosto muito de repolho também. Repolho. Come a de dia? Não vai, mas você. Aí só de sa comer. De sa três cabeça só de cimento. Aqui é tira. Các bạn ấy sẽ ăn và bạn. Depois ni saiu de Flori. Ele abriu de fura dentro, centro. De acordo com ele furar assim, ele abre o tem flor ali. Olha essa racha. Será boa? Essa racha por cima. Sim, demora. Essa flor já vamos comer. Bắp cải là nó cũng ra hoa đấy các bạn, để lại khoảng 2-3 cây một đôi để các bạn ăn hết đi các bạn. À, sau khi các bạn ăn xong thì mình sẽ qua khu vườn của các bạn ấy. À, hôm nay là một số bạn là bắt đầu là đang gieo hạt rồi đấy các bạn. Đang gieo hạt để chuẩn bị vào vụ mới. Món bắp cải xào là cũng đắt hàng lắm đấy các bạn. Eu não gosto. Entra. Eu não gostar. Eu não gostar de filmar. Não veste unha assim, né? Tá ocupada, tá ocupada. Quatro panhas, um taque, bater muito taque. Não, não tem món nào ế được các bạn. Món nào cũng hết. Foi. Đây là các bạn này quay trở lại loạt 2 đi các bạn. Bạn Doni vào đù này, bạn Francisco thì chỗ này các bạn ấy vừa cuốc vừa làm luống nên là chỗ này cũng 2-3 ngày rồi các bạn. Hôm nay là các bạn mới làm xong. Thì làm xong cái là mình để cho các bạn ấy đi trồng cà rốt ngay. Ở chỗ này là mình sẽ trồng ít cà rốt tại vì là ngày xưa mình đã trồng ngô ở đây rồi. Nên là mình sẽ không trồng ngô vào đây nữa mà sẽ trồng cà rốt. Vê aqui, aumenta mais aqui. Aqui muito saiu. Vê mais. Cái này là mình sẽ để cho các bạn bỏ từng hạt một. À, thì bỏ từng hạt nhưng mà thường thì là các bạn sẽ để rơi mất 2-3 hạt. Thì sau này sẽ tỉa đấy các bạn. Chứ gieo một hạt một rất là khó. Ok, ra tá bom.
các bạn ấy gieo hạt này vẫn chưa quen là cái phần mà cái rãnh ấy, thì là các bạn ấy sẽ phải đo 10 phân một, khoảng cách là 10 phân, gieo cũng hạt với hạt thì cũng là 10 phân, rãnh với rãnh. Quanto distante Francisco? De distante. Sim. Aqui é em ganhar 15. Só 10 só. Tá, dá 1 grau, grau. Sim. Gieo này nó hơi lâu một tí, sau này các bạn ấy sẽ không phải mất công nhiều công để đi tỉa nữa. Các bạn đo như một lúc là tí các bạn quen tay rồi các bạn gieo nó dễ. Abril. Aqui. Abril assim. Abril assim. Sim. É por pegar mal bom. Sim. Pegar assim. Dessa no distante aqui. Sim. Caiu dois round plan, né? Tá bem. Muito não. Sim, sim. Quatro e cinco não. Sim, sim. Depois arrancar. Ah, do levar do vai regar com a lá do... Aí, vira assim. Distante, mas bem saiu. Assim, assim, para aqui, falta mais pouquinho, bonito, vai assim não, fica distante assim, dùng que cũng được. Mình cũng định gieo vãi đấy các bạn, nhưng mà gieo vãi sau này các bạn ấy tỉa rất là lâu. Này các bạn đến luôn. Ở đây là toàn bộ cái phần đất này đấy các bạn, là nó vẫn còn rất là nhiều rễ cây, nó vẫn tươi, nó chưa mà cũng có rễ cây nó chưa kịp mục. Các bạn ấy cuốc mà để lên luống được nó đẹp hơn ấy thì là rất là khó khăn mà mất rất nhiều thời gian. Năm nay các bạn ấy tạm thời như vậy, sang năm thì đất là nó những cái gốc cây nó sẽ mục đi và cái rễ cây nó mục đi thì các bạn ấy làm luống thì nó gọn, nó đẹp hơn. Bây giờ là vẫn còn nhiều cái cây mà nó đang lên thì các bạn. Các bạn ấy thì cũng đã chặt nhưng mà vẫn chưa hết. Francisco ơi. Aqui é. Aqui depois cortar. Ele termina bom assim não. Comece porque vai lá esse. É, pessoa anda entrar no tá bom, não anda bem, não entra bem, cota. Plantador na do no cây xe Manuel á. Mình cũng phải dặn nó các bạn cẩn thận, nhưng các bạn ngồi với tay mà không với tới là đến mặt bên kia là nó sót là trồng không kín hạt. Para aqui já para aqui. Para aqui. Não, aqui já termina aqui. Sim. Aqui já. Já. Já tem. Sim. Para fora mais aqui, é? Ah, tá bem. Fora mais fora aqui. Ah, tá bem. Fora aqui, é? Sim, sim. Não deixa saber de. Sim, para aqui. Vou aumentar mais aqui, aqui e aqui. Afora. Aqui. Sim. Aqui, sim. Ok, vai fora tudo. Ah, entendi. Não deixa fora, não tem nem que. Se ela está ficar debaixo, de lado. Sim. Mình dặn kỹ các bạn là như vậy, trồng cả sang hai bên rìa luống nữa, không thì sau này là cỏ nó mọc. Hôm nay hôm qua có tí mưa thôi các bạn, nhưng mà hôm nay thời tiết thì nó lại rất là nắng. Hôm qua su hào các bạn sẽ biết là toàn bộ là
Mình sẽ đi vào trong này. Rụng ngô đi các bạn. Ngô là hôm nay là bắp to đây các bạn. Đây là thành quả một thời gian nhưng mà không có hạt thì phải các bạn. Không có hạt. Mình bóp cái này đẩy hạt. Cái này đẩy hạt. Chỗ này là những cái bắp mà để làm giống đi các bạn, nhưng mà rất là đẩy hạt này. Sâu nó ăn cả vào đây rồi. Rất là nhiều. Còn đây là cây hai bắp liền. Một bắp thì lép, một bắp đẩy. Chỗ này là cả bạn Mariel cũng lên luống rồi đấy các bạn. Lên luống dần chứ không đến lúc thời tiết mưa lên không kịp. Còn ở bên này là su hào đây các bạn. Thời tiết nó nắng. Nó héo hết lá rồi. Này su hào củ rất là to đây các bạn. Là toàn bộ lá là thời tiết nó nắng nó héo hết xuống rồi các bạn. Đất ở dưới này thì vẫn ẩm như các bạn nhé, vẫn ẩm, nó rất là ẩm, nhưng mà nắng, thời tiết nó nắng quá nó héo. Còn là mặt bên kia là ngô cũng đã ra bắp rồi đấy các bạn, bên này là ngô bắt đầu ra bắp rồi. Rất là nhiều cây là có hai bắp đấy các bạn. Cái này cũng hai bắp. Bắp thì là toàn bộ là trên ngọn, không ở dưới thấp. Đây toàn bộ ngô là trồng về mùa khô là để làm giống đấy các bạn. Để làm giống à, đến mùa mưa là mình không biết là có kịp không. Cái này là mình trồng đợt trước là mình trồng hơi muộn đấy các bạn. Bây giờ bắp nó vẫn còn non mà sang đầu tháng sau là trồng rồi. Là có đã có mưa mà không biết là ngô này là có kịp để làm giống không. Còn những cái ruộng cà chua này của các bạn ấy, thời tiết nó có hanh đấy các bạn. Nó rất là hanh. Cà chua thì cũng có rất là nhiều quả bị hỏng đấy các bạn. Đây là những quả cà chua bị hỏng đấy các bạn, bị thối rồi. Đây là quả này thì bị sâu nó ăn, nó hỏng rất là to anh hỏng. Duy nhất được một quả, quả này chín là được rồi, đã ăn được. Quả này cũng vậy, được rất là ít, sâu nó cắn, sâu nó ăn nó đục vào trong đấy các bạn, hỏng. Còn chỗ này là quả vẫn còn được đấy các bạn. Chỗ này là mình cũng đã phun sâu rồi đây các bạn, phun rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều sâu loan. Mùa này cũng rất là khó trồng. Trên này thì quả nhiều hơn. Những cái loạt mà nó không bị hỏng như quả này là sẽ được rồi các bạn. Đây nhẹ, trong đây còn mấy quả nữa. Rất là nhiều quả. Nó có sâu nhưng không bị hết, nhưng không hết được đâu các bạn. Ở đây cũng vậy, là đã có quả chín rồi đây các bạn. Trong đây đã có quả chín rồi mà rất là to đấy các bạn nhé. Như quả này hả, như quả này là rất là to, những quả này là ăn được rồi, chín như này các bạn ăn được rồi. Mai là không phải đi mua cà chua rồi, cái này là các bạn ấy thau ăn. Nhà chiều nay là mình sẽ để cho các bạn ấy chảy ít cà chua về để mai các bạn ăn. Trên này nó lắng nó hành như các bạn, toàn bộ lá là bắt đầu nó rũ hết rồi, bây giờ chỉ còn trơ ra thần thấy quả thôi. Rất nhiều quả,
theo quả của người hái. Hôm nay là một buổi chiều là các bạn ở trong cái trại là các bạn ấy chia người ra là đi tưới tưới một loạt luôn đấy các bạn. Các bạn ấy khoảng tầm 5-6 người, còn là trên kia thì bạn Nêu vẫn đang lạp lốt cái tấm tôn ở kia. Còn là đây là bên này là củ đậu. Củ đậu này là hạt là mình lấy của một ít của nhà bạn Tám trồng thử nghiệm các bạn nhé, xem nào khi sau khi là thu hoạch hạt ở bên này không mang trồng thì củ nó có không. Các bạn theo dõi tiếp những video để mình thu hoạch biết được cái củ đậu này là mình trồng trên cái đất mới này nó củ nó có được không. Còn là chỗ này là các bạn ấy, chỗ thì đã cuốc lên rồi, chỗ thì cũng đã trồng rồi các bạn. Thời tiết nó hanh, nó hanh nên là toàn bộ là cứ tưới vào buổi chiều sáng ra là chỉ lắng một tí, buổi trưa là nó khô đất đấy các bạn. Ở đây là các bạn chia tỉa đó các bạn, đợt thế là các bạn gieo là chia tỉa, đất ở dưới vẫn còn ẩm, nó chỉ khô một tí ở trên. Còn trên này là xà lách. Xà lách là mình để giống, là hôm nay là toàn bộ là mình nhìn thấy là có hoa rất là đẹp đấy các bạn. Bắt đầu có hoa, sắp sửa có giống, trồng loạt mới rồi. Phần dưới là rau cần các bạn. Rau cần lên, bắt đầu lên đẹp rồi các bạn. Ở đây là mình không có tưới phân đâu. Rau cần từ hôm trồng đến giờ là không có tưới phân đạm. Mà đất nó tốt nên các bạn cứ tưới ẩm là nó lên thôi. Còn dưới này dàn bầu thì là rất là nhiều quả nhỏ nhưng mà bị thui gần hết đấy các bạn. Kia mình nhìn thấy duy nhất thì có được một quả, cứ quả bé như này là nó bị thui rồi các bạn. Ở đây thì Hai Quy cũng đã đặt bẫy thuốc ruồi vàng rồi nhưng mà vẫn có rất là nhiều, nên là nó làm cho cái quả bầu nó bị thui hết rồi các bạn, không được. Hôm nay bạn Nêu đã lập xong ngôi nhà của các bạn ấy để mai các bạn ấy chuyển sang ở. Hôm nay thì là mình để cho các bạn ấy ăn thưởng thức món bắp cải. Bắp cải là do chính tay các bạn ấy trồng ra. Mà bắp cải này là mình lấy giống từ nhà cầm sang bên này. Và hôm nay thì bắp cũng đã to, các bạn cũng đã được thưởng thức. Buổi chiều đến thì buổi chiều nào cũng vậy, các bạn ấy tưới rau.
Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Pode, no pode, pode, de sa, so aqui, a fácil, lọt man, so a cuidado no de sa li caiu, a fácil, hega guano de sa, pau ni caiu, caiu, ni bete.